Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế và những điểm nóng được dư luận quan tâm để gửi tới quý vị và các bạn. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết có trong chương trình ngày hôm nay. Nga đột phá lớn chưa từng có ở Nam Donetsk. Vào ban đêm, Moscow tiến hành cuộc tấn công bằng UAV Garand quy mô lớn vào Kiev cũng như các khu vực Sumy và Chernihiv. Trên mặt trận quốc, những trận chiến vị trí tiếp tục với những thay đổi về lãnh thổ hạn chế. Quân đội Nga đang hoàn tất việc đánh sập Selidovo. Họ đã kiểm soát được khoảng 75% diện tích thành phố. Quân đội Ukraine đang rút lui. Ngoài ra, lực lượng Moscow đã chiếm được Donetsk và Alexandropol, khiến cho Kharkov bị bao vây. Trên mặt trận Nam Donetsk, quân đội Nga đã tạo ra bước đột phá lớn chưa từng có với các đội hình thiết giáp AOA tiến đến Bogoyaneska và Sartang. Tình hình rất nghiêm trọng đối với quân đội Ukraine và họ cần ổn định cục diện càng sớm càng tốt, nếu không sẽ gây ra hậu quả rất lớn. Các nguồn tin ủng hộ Kiev cho rằng mục tiêu chính của Moscow là tấn công về phía Vedika Novosinka. Cuộc tấn công của quân đội Nga từ phía nam Ulanda và cuộc tiến công đồng thời tới Selidovo đã được mệnh danh là một cuộc tấn công theo tầng. Nhìn trên bản đồ, đây có lẽ là một nồi hầm khổng lồ mà Moscow muốn tạo ra. Hai cánh cách nhau tới 40-50 km và chiều sâu là 30 km, với diện tích lên tới mấy nghìn km vuông. Rất nhiều đơn vị tinh nhuệ của quân đội Ukraine có thể rơi vào vòng vây. Đến thời điểm này, có thể nhận thấy việc quân đội Ukraine để mất pháo đài Ulanda đã đưa tới hậu quả vô cùng tai hại, mở đường cho đối phương ào ạt tiến lên với tốc độ nhanh chưa từng có. Các báo cáo từ mặt trận tiếp tục đưa tin về sự tiến quân của lực lượng Moscow trên một số khu vực của mặt trận, đặc biệt là ở Nam Donetsk. Quân đội Nga đạt được những thành công đáng kể. Pháo binh Nga đang hoạt động tích cực tại Bohoyalevska và các xe bọc thép của Ukraine đang bị UAV phá hủy. Các trang trại ở phía Tây được quân đội Ukraine sử dụng làm nơi cất giấu thiết bị và đã nhiều lần trở thành mục tiêu không kích của máy bay Nga. Bước tiến lớn nhất được quan sát thấy giữa Zolotaniva và Sartang, Novorajka và Prychaivka. Lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập 40 và một số bộ phận của tập đoàn quân số 36 quân đội Nga trong 2 ngày qua không chỉ đánh bật đối phương khỏi một số vành đai rừng và các khu định cư lớn mà còn tham gia vào những trận chiến giành Sartang và Novorajka, nơi họ đã chiếm được các tòa nhà. Nhờ các cuộc tấn công nhanh chóng, khoảng 50 km vuông đã được kiểm soát trong hơn 2 ngày. Các trận chiến vẫn tiếp diễn ở một số khu vực trong vùng quốc. Quân đội Ukraine đang cố gắng tấn công và triển khai lực lượng dự bị. Tại quận Glushkovo, các đội hình Kiev đã tấn công vào khu vực Novibut. Ít nhất một xe bọc thép đã bị nổ tung do mìn và lực lượng xung kích đã bị phân tán bởi các cuộc tấn công của UAV và hỏa lực pháo binh Nga. Các trận chiến cũng tiếp diễn ở quận Korenovo. Quân đội Ukraine đã cố gắng tấn công vào khu vực Zelenysiad, nhưng bị đối phương phát hiện sớm và dập tắt bằng hỏa lực pháo binh. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo về các cuộc tấn công đẩy lùi ở khu vực Pokrovsky. Không có thay đổi nào trong các vùng kiểm soát được quan sát thấy ở quận Suza, với giao tranh vẫn đang diễn ra. Lực lượng Moscow đang tấn công các vị trí đối phương cũng như trên lãnh thổ của vùng Sumy. Cụ thể, tại khu vực Belovody, một khẩu pháo của quân đội Ukraine đã bị phá hủy bởi một cuộc tấn công từ UAV Orion. Điều thú vị là mặc dù trước đây những UAV này được sử dụng trên lãnh thổ Nga, nhưng hiện chúng đã bắt đầu được hoạt động ở cả vùng Sumy, bên kia biên giới. Kiev liệu có hồi sinh sau quyết định của ông Zelensky? Ông Zelensky ký luật cho phép người nước ngoài làm sĩ quan. Ukrainska Pravda đưa tin, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký luật cho phép người nước ngoài và người không quốc tịch phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine theo hợp đồng các vị trí sĩ quan. Quốc hội Ukraine đã thông qua dự luật về việc sửa đổi một số luật của Ukraine liên quan đến thủ tục nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng của người nước ngoài và người không quốc tịch trong lực lượng vũ trang Ukraine. Dịch vụ vận tải đặc biệt của nhà nước và lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine vào ngày 10 tháng 10.
Trước đây, người nước ngoài chỉ được có thể phục vụ ở các vị trí thấp và cao nhất là trung sĩ. Ghi chú giải thích cho dự luật nêu rằng, nhu cầu cải thiện luật phát sinh liên quan đến tình hình hoạt động phức tạp đã phát triển trên tuyến tiếp xúc, chiến đấu và đòi hỏi phải tăng đáng kể số lượng chiến đấu viên của lực lượng vũ trang Ukraine và các đội hình quân sự khác. Ukraine tấn công sâu vào Nga, chuyện gì sẽ xảy ra? Phương Tây đang đứng trước áp lực cho phép Ukraine tấn công sâu vào Nga bằng vũ khí viện trợ. Điều này đặt ra câu hỏi về tác động đến cục diện chiến sự nếu Kiev được phương Tây cho phép. Ukraine đang dành nhiều nỗ lực hơn để hối thúc chính quyền Tổng thống Joe Biden dỡ bỏ hạn chế, cho phép Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Trong nhiều tháng, Ukraine luôn thúc đẩy Mỹ thay đổi chính sách hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây nhắm vào Nga, đặc biệt là hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân, gọi tắt là ATACMS. Các đồng minh phương Tây đã cung cấp cho Ukraine một số loại tên lửa tầm xa kèm điều kiện chỉ sử dụng chúng để tấn công vào các mục tiêu bên trong Ukraine hoặc là ở các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine. HISMA là một trong các hệ thống vũ khí phương Tây giúp Ukraine xoay chuyển đáng kể tình thế khi chúng lần đầu tiên xuất hiện vào mùa hè năm 2022. Ban đầu, hệ thống này được thiết kế để phóng tên lửa GMLRS có tầm bắn khoảng 70 km. Nhờ đó, Ukraine có thể nhắm mục tiêu vào các lực lượng Nga ở bên kia chiến tuyến chính xác hơn nhiều so với trước kia. Mùa thu năm ngoái, thì Mỹ đã bắt đầu cung cấp cho Kiev một mẫu tên lửa ATACMS cũ hơn, được bắn từ hệ thống HIMARS với tầm bắn khoảng 165 km. Tiếp đó, thì Mỹ viện trợ các hệ thống ATACMS có thể đạt tới tầm bắn 300 km, giúp tăng đáng kể phạm vi mà Ukraine có thể tấn công. Cục diện tiếp tục thay đổi sau cuộc tấn công mới của Nga tại tỉnh Kharkov vào tháng 5, sau khi Mỹ và các đồng minh phương Tây khác nới lỏng hạn chế cho phép Ukraine tấn công mục tiêu ở biên giới Nga bằng vũ khí phương Tây nhằm mục đích phòng thủ. Anh cũng đã cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa Storm Shadow với tầm bắn hơn 250 km. Tên lửa này đã được triển khai trong một số cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Nga, như cuộc tấn công vào trụ sở hạm đội Biển Đen ở Crimea, được cho là đã khiến hàng chục binh sĩ Nga thiệt mạng. Tuy nhiên, do phương Tây do dự về chính sách của mình liên quan tới các cuộc tấn công tầm xa, nên Ukraine đã phát triển kho máy bay không người lái trong nước để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, tấn công các căn cứ không quân, kho đạn dược, nhà máy sản xuất máy bay không người lái và các địa điểm quân sự khác cách xa tới 1.300 km bên ngoài biên giới Ukraine. Kể từ khi phát triển ngành công nghiệp máy bay không người lái trong nước, Ukraine đã đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Nga nhằm loại bỏ cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và giao thông của Moscow. Đến nay đã có hàng trăm cuộc tấn công như vậy. Mặc dù vậy, Kiev khẳng định điều này là không đủ. Những máy bay không người lái này không mang đầu đạn có khả năng xuyên thủng qua các kết cấu kiên cố của Nga. Thực tế, các cuộc tấn công tầm xa của Kiev năm ngoái cũng tỏ ra không hiệu quả vì các lực lượng Ukraine không thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ trên bộ của Nga. Nga rất ít khi để đạn dược hoặc máy bay chiến đấu ở ngoài trời. Họ thường sử dụng các bong ke được gia cố bằng các lớp bê tông dày để bảo vệ chúng. Trong khi đó, máy bay không người lái của Ukraine hiện không thể phá hủy các bong ke. Đó là lý do Ukraine vẫn kiên trì thuyết phục phương Tây cởi trói cho vũ khí viện trợ tầm xa. Kiev thậm chí đưa ra một danh sách chi tiết những mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga mà họ có thể nhắm đến bằng vũ khí của phương Tây. Hơn 200 mục tiêu của Nga được chọn. Đầu tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cử một phái đoàn đến Washington trong một nỗ lực mới để xin phép sử dụng ATACMS bên trong lãnh thổ Nga. Phái đoàn được cho là đã trình bày một danh sách các mục tiêu có giá trị cao mà Kiev đề xuất. Tuy nhiên, chi tiết danh sách chưa được công bố. Theo một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW có trụ sở tại Mỹ vào tháng trước, có không dưới 245 địa điểm quân sự và bán quân sự của Nga đã được xác định nằm trong tầm ngắm 300 km của các hệ thống ATACMS do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Đây hiện là hệ thống có phạm vi bắn xa nhất trong số các tên lửa do phương Tây viện trợ cho Kiev. Nếu được đặt gần tiền tuyến của Ukraine, các loại vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp có khả năng nhắm mục tiêu vào một vùng lãnh thổ rộng lớn của Nga. Phạm vi này bao gồm các căn cứ quân sự, sân bay, khu tập trung quân đội và kho đạn dược. Nhiều khu dân cư cũng nằm trong tầm ngắm như là thành phố Rostov-on-Don,
dân số 1,1 triệu người, Voronezh, dân số 1 triệu người, Krasnodar, dân số 1,1 triệu người, Lipetsk, dân số là 496.000 người, Bryansk, dân số 350.000 người, Smolensk, dân số 310.000 người, cũng như thành phố cảng quan trọng Novorossiysk trên Biển Đen, dân số là 262.000 người. Danh sách này không tính đến các thành phố ở bán đảo Crimea và các khu vực khác của Ukraine đang do Nga kiểm soát hoặc những thành phố ở Nga đã bị Ukraine tấn công như Belgorod. Ngoài ra, một số mục tiêu quân sự có thể nằm trong tầm ngắm là căn cứ không quân Lipetsk, căn cứ không quân Satalovo ở Smolensk Oblast, sân bay quân sự Menerovo ở Rostov, sân bay quân sự Yas ở Krasnodar Krai và căn cứ hải quân Novorossiysk, nơi phần lớn hạm đội Biển Đen của Nga đã di rời sau một loạt các cuộc tấn công tàn khốc của Ukraine trước kia. Bên cạnh đó, thì các trung tâm logistics và chỉ huy ở Rostov-on-Don, nơi từng là mặt trận chính của chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, hay là căn cứ không quân Primorsko-Astang ở Krasnodar Krai, vốn thường xuyên được Nga sử dụng để phóng máy bay không người lái Shahed vào Ukraine. Mặc dù danh sách mục tiêu chính thức chưa được tiết lộ, nhưng Ukraine đã nhiều lần tuyên bố họ cần thiết bị có thể phá hủy những sân bay và máy bay mà Nga dùng để tấn công tên lửa hàng loạt vào các thành phố của Ukraine. Giải phóng Ukraine khỏi các hạn chế về vũ khí có thể dẫn tới lợi ích chiến thuật và chính trị khác cho Ukraine cũng như phương Tây. Động thái đó sẽ gửi đi một tín hiệu rằng Mỹ và Anh không còn lo lắng về sự trả đũa của Nga. Thêm vào đó, điều này có thể thuyết phục Đức cung cấp tên lửa hành trình Taurus cho Kiev. Ông John Conway, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Felix Defense, cho biết tên lửa hành trình JASSM hiệu quả hơn hệ thống ATACMS để tấn công các mục tiêu được bảo vệ cao. Tên lửa này có thể hoạt động trong môi trường GPS yếu, bay gần mặt đất và có thể được lập trình để đi theo các tuyến đường tránh phòng không. Ông Conway khẳng định những khả năng đó có thể cho phép Ukraine xuyên thủng hệ thống phòng không để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Điều này có khả năng thay đổi hướng đi của Nga khi họ buộc phải xem xét lại vị trí cơ sở chỉ huy và hậu cần, mặt khác tạo cơ hội cho Ukraine phá vỡ đáng kể và ngăn chặn cỗ máy chiến tranh của Nga. Trong khi đó, ATACMS do Mỹ cung cấp sẽ được sử dụng theo một cách khác. Đây là tên lửa đạn đạo được trang bị bom chùm phù hợp để vô hiệu hóa đường băng tại các sân bay của Nga hoặc tấn công các điểm tập kết ngoài trời. Ngoài ra, các phiên bản được trang bị đầu đạn đơn nhất có khả năng tiêu diệt các mục tiêu lộ thiên đơn lẻ ít, được bảo vệ hơn như là hệ thống phòng không hoặc là tác chiến điện tử. Tuy vậy, một số chuyên gia cũng tỏ ra hoài nghi về hiệu quả nếu Ukraine được phép thực hiện các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ của Nga. Matthew Savin, Giám đốc Khoa học Quân sự tại Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia, nhấn mạnh trong trường hợp Ukraine được bật đèn xanh, họ vẫn khó đánh sập các căn cứ không quân của Nga, bởi chúng được gia cố bằng rất nhiều bê tông và cách xa hàng trăm km so với tiền tuyến. Để thực sự hiệu quả, việc phóng tên lửa tầm xa cần được kết hợp với những bước tiến của lực lượng mặt đất Ukraine. Kiev có thể gây áp lực đáng kể cho lực lượng Nga ở Crimea và khu vực Biển Đen bằng các cuộc không kích. Lầu Năm Góc lo ngại ATACMS sẽ không phải là câu trả lời cho mối đe dọa chính mà Ukraine phải đối mặt từ bom lượn tầm xa của Nga, bởi loại bom này được bắn từ khoảng cách hơn 300 km ngoài tầm với của ATACMS. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh các quyết định về việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine rất phức tạp và không có giải pháp nào là hoàn hảo. Hiện tại, Mỹ vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về việc cho phép Ukraine bắn tên lửa tầm xa vào Nga. Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo nếu các quốc gia phương Tây cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công vào bên trong nước Nga, có nghĩa là NATO sẽ châm ngòi chiến tranh với Moscow. Nó sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột, nghĩa là các nước thành viên NATO đang có chiến tranh với Nga. Ông Putin đã phát biểu như vậy vào hôm 19 tháng 9. Trong đề xuất mới đây, ông Putin đề cập đến sửa đổi học thuyết hạt nhân Nga theo hướng hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo đó, bất cứ quyết định nào của phương Tây cho phép Kiev dùng vũ khí viện trợ để tấn công vào sâu lãnh thổ Nga sẽ bị coi là vượt làn danh đỏ. Các nhà phân tích nhận định Mỹ sẽ dỡ bỏ một số hạn chế, nhưng vẫn có những giới hạn xung quanh việc Ukraine sử dụng tên lửa với tầm bắn hơn 300 km để tránh các cuộc tấn công liều lĩnh hoặc không cần thiết. Nói cách khác, Mỹ và hầu hết các đồng minh đều có chung quan điểm cho rằng vũ khí tầm xa khó trở thành viên đạn bạc giúp Kiev xoay chuyển tình thế. Ngược lại, nó có thể trở thành mồi lửa thổi bùng xung đột ở khu vực. Hai quan chức Mỹ giấu tên bình luận số lượng tên lửa phương Tây được sử dụng ở Ukraine sẽ quyết định mức độ leo thang của cuộc xung đột.